Em Thế Sơn xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý anh chị và các bạn trong video ngày hôm nay. Hôm nay thì là ngày 2 tháng 10, cũng là ngày thứ hai Thành phố Hồ Chí Minh hết giãn cách và cũng là ngày thứ hai mà bên công ty em chính thức hoạt động trở lại. Và em Sơn xin kính chúc tất cả quý anh chị và các bạn có một sức khỏe thật là tốt. Chúc cả nhà ta luôn luôn bình an vô sự. Và hôm nay thì em Sơn xin được báo giá và khuyến mãi tất cả những cái dòng xe mà đang được áp dụng tại công ty em. Thì nếu anh chị nào mà đang quan tâm dòng xe nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em có thể hỗ trợ cho anh chị khi mua một chiếc xe, mình bỏ ra một cái chi phí nó thấp nhất và cái thủ tục làm sao mà nó đơn giản và nhanh gọn nhất có thể. Và bây giờ thì không để anh chị phải chờ lâu nữa, em sẽ báo giá từng dòng xe để anh chị có thể tham khảo. Anh chị thấy không ạ? Đây là bãi đậu xe trên sân thượng của công ty em. Có thể nói đây là vị trí đẹp nhất của thành phố đó. Lượng xe của công ty em sau giãn cách là rất là nhiều. Nó sẽ giúp anh chị có thể nhiều sự lựa chọn tốt hơn. Và chiếc xe đầu tiên em muốn báo giá đó là chiếc 7 chỗ Toyota Rush. Một dòng xe này bên em đang có đủ màu. Và trước mặt chúng ta đó là chiếc màu đỏ có mã màu là 3Q3. Chiếc này giá niêm yết là 634 triệu. Xe này thì đang được khuyến mãi từ 35 tới 45 triệu. Và xe này lăn bánh ở tỉnh nó vô khoảng tầm 665 triệu. Và anh chị có thể đưa trước tầm khoảng 200 triệu là có thể nhận được xe rồi. Và lăn bánh ở thành phố thì nó vô khoảng tầm 609 nha anh chị nhé. Dòng xe kế tiếp đó là dòng Toyota Fortuner. Thì trước mắt anh chị là hai màu trắng. Bên phải là màu trắng thường và bên trái là màu trắng ngọc trai. Bên phải là chiếc Fortuner máy dầu số sàn. Chiếc xe này thì với giá niêm yết là 995 triệu. Xe này thì đang được hỗ trợ tổng khuyến mãi từ 40 đến 55 triệu. Với chiếc xe này anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em tầm 300 triệu là mình có thể nhận xe rồi. Và chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh thì nó vô khoảng tầm 1 tỷ 049 triệu và 1 tỷ 060 triệu là ở thành phố. Còn chiếc xe bên trái, đây là chiếc Toyota Fortuner Legender phiên bản một cầu, giá niêm yết là 1 tỷ 195 triệu và màu trắng ngọc trai thì anh chị sẽ cộng thêm với 8 triệu, cái đó là theo quy định của nhà máy. Chiếc này đang được tổng khuyến mãi từ 30 đến 45 triệu bao gồm cả bảo hiểm thân xe. Và xe này thì lăn bánh ở khu vực tỉnh là 1 tỷ 290 triệu và ở thành phố là 1 tỷ 305 triệu. Này xe này thì quý anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em tầm 370 triệu là có thể nhận được xe rồi. Tiếp theo đó là chiếc Toyota Altis 1.8G. Dòng xe Toyota Altis bây giờ nó chỉ còn có hai phiên bản, đó là phiên bản 1.8G và phiên bản 1.8 ECVT thôi. Và anh chị đang quan tâm dòng xe này thì đang rất hời vì chính sách khuyến mãi của dòng xe này là quá khủng. Như ngày trước, chiếc xe này Toyota Altis 1.8G hoàn thiện lăn bánh tầm khoảng 900, nhưng giờ nó còn có 4 à còn giờ nó khoảng tầm 740 triệu ở tỉnh và 760 triệu ở thành phố. Và mà trong khi đó thì chiếc xe nó đã được nâng cấp rất là nhiều những công nghệ an toàn cho xe. Toyota Altis nó là một trong những chiếc xe được đánh giá là ổn định nhất của hãng Toyota. Xe này anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em tầm 220 triệu là có thể nhận được xe rồi. Và chiếc xe tiếp theo đó là cũng là một chiếc phiên bản Fortuner Legender, nhưng mà phiên bản này là màu đen nhé anh chị. Giá thì em cũng đã vừa mới báo ra rồi, cho nên em xin phép được tiếp đi qua dòng xe tiếp theo. Đó là dòng Toyota Vios. Như anh chị đã biết thì hiện tại thì Vios có 4 phiên bản. Thì phiên bản trước mặt anh chị đây là phiên bản thấp nhất, đó là Toyota Vios E. Toyota Vios là một trong những dòng xe chủ lực của Toyota. Chiếc xe này mới giá niêm yết là khoảng tầm 478 triệu. Đang được tổng khuyến mãi từ 35 tới 45 triệu. Và chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh tầm 490 triệu và ở thành phố là 510 triệu. Xe này anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em tầm 150 triệu là có thể nhận xe. Chiếc tiếp theo đó là vẫn là dòng Toyota Fortuner số tự động máy dầu một cầu.
và phiên bản anh chị trước mắt anh chị là phiên bản màu đồng với cái mã màu là 4V8. Chiếc xe này thì giá niêm yết là 1.080.000.000. Em này đang được tổng khuyến mãi từ 40-50 triệu và lăn bánh chiếc này nó vô khoảng tầm 1.145.000.000 ở tỉnh và 1.165.000.000 ở thành phố. Xe này bên em sẽ hỗ trợ 80%, thì anh chị đưa trước cho bên em dự kiến khoảng tầm 330 là mình có thể nhận xe rồi. Và hiện tại bên em đang có liên hệ với một số những ngân hàng để có thể hỗ trợ ưu đãi cái gói lãi suất cố định 8 năm cho anh chị luôn. Nên về lãi suất anh chị nào đang quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em có thể tư vấn thêm về ngân hàng cho mình. Chiếc tiếp theo đó là chiếc Toyota Innova E. Đây là cái phiên bản thấp nhất của dòng Innova. Chiếc xe này thì giá niêm yết là 750 triệu với tổng khuyến mãi từ 40-50 triệu và cộng thêm với là miễn phí bảo dưỡng 3 năm. Đấy là trị giá khoảng tầm 20 triệu. Chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh thì nó vô khoảng tầm 781 triệu và ở thành phố thì nó vô khoảng tầm 801 triệu. Chiếc xe này thì anh chị đưa trước cho bên em dự kiến khoảng tầm 240 triệu là có thể nhận xe rồi. Vâng, tiếp theo vẫn là một chiếc Toyota Vios E CVT. Đây là cái phiên bản màu đỏ với cái mã màu là 3R3. Giá niêm yết của chiếc xe này là 531 triệu. Phiên bản 531 triệu với phiên bản 3 túi khí nhé. Và phiên bản 7 túi khí là 550 triệu. Với phiên bản 3 túi khí này thì lăn bánh là 550 triệu. Và chiếc này thì anh chị có thể đưa trước cho bên em dự kiến khoảng tầm 160 triệu là mình có thể nhận xe. Và hiện tại thì tài chính Toyota đang ưu đãi một cái gói lãi suất cực kỳ thấp dành riêng cho dòng Vios, tức là dòng dành riêng cho cả 4 phiên bản Vios. Anh chị nào đang quan tâm thì hãy nhắn tin em để em có thể tư vấn riêng về gói lãi suất của Toyota nhé. Chiếc tiếp theo đó là vẫn là dòng Toyota Fortuner. Đây là phiên bản máy dầu số sàn mà là màu trắng thường nha anh chị. Màu trắng thường này thì có cái mã màu là 404. Đây là cái màu trắng là nó giống như là trắng sứ vậy. Dòng xe này thì em cũng đã báo giá ngay từ đầu rồi, cho nên là em xin phép được chuyển qua dòng xe tiếp theo. Tiếp theo đó là vẫn là dòng Toyota Vios E CVT. Đây là phiên bản màu trắng thường 404. Chiếc này thì em cũng vừa mới báo rồi nên là em xin phép được chuyển sang dòng xe khác. Xe tiếp theo đó là dòng bán tải Toyota Hilux. Dòng xe này có 4 phiên bản nha anh chị. Và trước mắt anh chị là phiên bản số sàn với giá niêm yết là 628 triệu. Và chiếc xe này lăn bánh ở tỉnh thì nó vô khoảng tầm 661 triệu. Và ở thành phố thì nó cũng bằng với ở tỉnh luôn, vì chi phí đăng ký của chiếc xe bán tải nó bằng nhau, do thuế trước bạ nó cũng chỉ là 6% thôi. Tiếp theo đó là dòng xe Toyota Fortuner, đây là dòng xe Toyota Fortuner bản G. Em cũng đã báo giá rồi, cho nên em xin phép được qua dòng xe khác để cho nó kịp thời gian cho anh chị. Tiếp theo đó là dòng Toyota Innova. Xin lỗi, tiếp theo là dòng Toyota Hilux 2.4 AT. Đây là phiên bản một cầu số tự động với giá niêm yết là 674 triệu và lăn bánh thì nó vô khoảng tầm 710 triệu. Xe này thì anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em 180 triệu là có thể nhận xe. Và phiên bản trước mắt anh chị là phiên bản màu cam rất là nổi với cái mã màu là 4R8. Vâng, xe tiếp theo đó là chiếc Toyota Vios. Vâng, lại là Toyota Vios. Bên em hiện tại bây giờ Toyota Fortuner, Innova và Vios rất nhiều. Chiếc xe này thì giá công bố của nó là 581 triệu. Nếu anh chị mà mua thêm, nếu anh chị lấy màu trắng thì mình cộng thêm 18 triệu nữa. Và tổng khuyến mãi cho tới thời điểm hiện tại của dòng xe này nó vô khoảng tầm từ 40 đến 60 triệu đồng. Và lăn bánh là 590 triệu ở tỉnh và 610 triệu ở thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe này anh chị có thể chiếc xe này anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em là 180 triệu là có thể nhận xe.
Và nhắc đến dòng xe này thì đang được Toyota hỗ trợ tài chính rất tốt với cái lãi suất cực kỳ thấp, nên anh chị nào đang quan tâm cái gói lãi suất này thì liên hệ để em có thể tư vấn trước về xe cũng được. Chiếc tiếp theo đó là chiếc Toyota Fortuner máy dầu. Đây, chiếc này thì em cũng đã báo giá rồi cho nên em xin phép được bỏ qua. Xe tiếp theo đó là chiếc Toyota Cross. Đây là phiên bản V màu đen nha anh chị. Xe này giá niêm yết là 820 triệu và lăn bánh đã dự kiến khoảng tầm 907 triệu ở tỉnh và 926 triệu ở thành phố. Xe này do tình hình khan hàng và cũng như cái lượng xe nhập về rất là ít nên nhà máy nó không cho đại lý giảm giá. Nhưng mà công ty em cũng có hỗ trợ phụ kiện để tặng cho quý anh chị khi mà mua xe. Xe này thì anh chị chuẩn bị trước cho bên em khoảng tầm 280 triệu là mình có thể nhận xe rồi nhé. Chiếc này thì em cũng báo giá rồi nhé anh chị. Và chiếc này cũng là chiếc Toyota Hilux, số tự động thì em cũng đã báo giá rồi. Vâng, và đây là chiếc, còn đây là một chiếc Toyota Grand Prado. Chiếc này thì hàng hiếm này anh chị. Chiếc này thì lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thì nó khoảng tầm 2 tỷ 642 triệu anh chị. Còn nếu ở tỉnh thì dự kiến khoảng tầm 2 tỷ 623 triệu. Chiếc này thì anh chị đưa trước cho bên em dự kiến khoảng tầm 770 là mình nhận được xe rồi. Và đây cũng là một chiếc Vios số tự động, Vios G thì em cũng đã báo giá rồi. Và đây cũng là một chiếc Toyota Rush nhé anh chị, em đã báo giá lúc ngày bắt đầu rồi. Rồi tiếp theo đó là chiếc Toyota Camry. Chiếc này là chiếc bản cao cấp nhất 2.5Q. Chiếc này là màu trắng ngọc trai nhé anh chị. Xe này hoàn thiện lăn bánh ở dự kiến ở thành phố thì nó rơi khoảng tầm 1 tỷ 354 triệu. Và đăng ký ở tỉnh thì nó rơi khoảng tầm 1 tỷ 334 triệu nha anh chị. Xe này thì bên em sẽ hỗ trợ 80%. Anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em khoảng tầm 415 triệu thì là bên em sẽ giao xe. Ngân hàng thì hiện tại bây giờ bên em đang liên kết với tất cả các ngân hàng. Có một ngân hàng nó sẽ cố định cho anh chị 8 năm suốt quá trình vay luôn. Lãi suất cũng rất là ưu đãi, nó khoảng tầm 0.67% một tháng thôi. Rồi và đây cũng là chiếc Vios E thì em đã báo giá rồi. Chiếc ECBT cũng đã báo giá cho anh chị rồi. Chiếc Toyota Hilux em cũng đã báo giá rồi. Vâng, đây cũng là chiếc Fortuner bản Legendre. Vios bên em khá là nhiều anh chị. Vios, Fortuner, tiếp tục Innova. Đây, còn đây là một chiếc Yaris nha anh chị. Chiếc Yaris này thì đây là chiếc màu đỏ. Chiếc này thì nhập nguyên chiếc tại Thái Lan. Chiếc này thì sau khi mà hoàn tất ra giấy tờ thì nó dự kiến ở thành phố thì nó khoảng tầm 720. Còn ở như tỉnh thì nó khoảng tầm 700 chẳng. Và chiếc này thì anh chị chỉ cần đưa trước cho bên em khoảng 236 triệu là mình có thể là nhận được xe rồi. Dạ. Đến tiếp theo là chiếc Toyota Fortuner. Tiếp theo là chiếc Camry 2.0. Đây là cái phiên bản thấp nhất của dòng Camry. Chiếc này với giá niêm yết của nó là 1 tỷ 029 triệu. Và chiếc này hoàn tất thành phố thì nó khoảng 1 tỷ 227 triệu. Và ở dưới tỉnh thì nó khoảng tầm 1 tỷ 107 triệu nha anh chị. Xe này thì anh chị đưa trước cho bên em dự kiến khoảng tầm 320-330 là mình có thể nhận được xe rồi nha anh chị. Ở đây là chiếc Vios E này, Vios E CVT này, rồi Vios G này. Và tiếp theo đây là chiếc Toyota Cross nha anh chị. Đây là phiên bản G, phiên bản thấp nhất của dòng Toyota Cross. Phiên bản này thì màu trắng với giá niêm yết của nó là 728 triệu nha anh chị. Xe này thì hoàn thiện lăn bánh ở dưới tỉnh thì nó có rơi khoảng tầm 797 triệu. Đăng ký ở thành phố thì nó rơi khoảng tầm 816 triệu nha anh chị. 816 triệu. Và chiếc này thì anh chị cần đưa trước cho bên em khoảng tầm 250 là mình có thể nhận được xe rồi nha anh chị. Dạ. Đây là chiếc Toyota Innova G nha anh chị.
Đây là phiên bản G này. Phiên bản G nó đã được nâng cấp lên đèn LED này, projector này. Đấy. Ga lăng trước thì đã được mạ chrome, nó giống như là phiên bản V ngày xưa chuyển lên. Chiếc này thì lăn bánh của nó ở thành phố Hồ Chí Minh nó vô khoảng tầm 884 triệu, và lăn bánh ở dưới tỉnh thì nó khoảng tầm 864 triệu nha anh chị. Xe này anh chị đưa trước cho bên em khoảng tầm 230 triệu là mình nhận xe rồi. Yeah. Đây là chiếc Vios G Toyota. Innova với Vios và Fortuner bên em rất là nhiều nha anh chị. Và đây là thêm một chiếc Toyota Rush màu đen nha anh chị. Màu đen nhìn rất là mạnh mẽ nha anh chị. Rất là ngầu. Vâng, tiếp theo là một chiếc Rush màu đỏ. Rồi Innova E. Vâng, thêm một chiếc Toyota Camry 2.5 Q màu đen. Và Fortuner. Dạ, Toyota Cross màu đỏ này. Toyota Camry 2.0 màu trắng. Anh chị nào cần thì em báo giá tiếp. Còn chiếc này là chiếc Toyota Rush màu trắng. Rush rất là nhiều, bên em Rush rất là nhiều. Tiếp tục Vios và Rush. Vâng, và đây là chiếc Toyota Cross phiên bản V màu xám xanh. Cái màu này đang được hot nhất năm 2020 đấy anh chị. Khi mà xe mới về, màu này rất hot. Và đến bây giờ khách hàng họ vẫn chuộng cái màu này vì nó sạch sẽ. Innova. Fortuner. Tiền thẻ Fortuner thì em xin báo giá tất cả các dòng luôn cho anh chị luôn nha. Tại vì Fortuner nó hiện tại bây giờ nó có tới 5 dòng rồi. Em có báo giá mấy dòng rồi. Bây giờ cái dòng mà bán Legender nó bán 2 cầu. 2 cầu thì nó được khoảng tầm giá niêm yết là 1.426 triệu. Lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó được khoảng tầm 1.530 triệu. Và lăn bánh ở dưới tỉnh thì nó khoảng tầm 1.483 triệu. Xe bán Legender 2 cầu bán cấp nhất thì anh chị đưa trước cho bên em khoảng tầm 404 triệu là mình có thể nhận được xe rồi. Cái hai nữa là bán xăng 1 cầu. Xăng 1 cầu với giá niêm yết của nó là 1.130 triệu. Thì lăn bánh ở thành phố nó được khoảng tầm 1.255 triệu. Và đăng ký ở thành tỉnh thì nó khoảng tầm 1.235 triệu. Anh chị đưa trước cho bên em dự kiến khoảng tầm 338 là mình nhận được xe rồi. Đó. Còn bán 2 cầu sao? 2 cầu thì hai cầu với giá niêm yết của nó là 1.230 triệu, thì lăn bánh còn 1.340 triệu, 49 triệu, và ở dưới tỉnh thì 1.329 triệu. Chiếc hai cầu thì hai cầu mới xong thì anh chị đưa trước bên em khoảng 410 triệu là mình nhận xe rồi. Fortuner thì hiện tại bây giờ nó chỉ có hai phiên bản nhập khẩu thôi, đó là hai phiên bản mới xăng 1 cầu và mới xăng 2 cầu. Và tiếp theo là một chiếc Toyota Rush, chiếc Rush phiên bản màu đồng với kim. Hai bên là 5 cầu xe. Còn đây là phía chiếc Toyota Wigo nhé anh chị. Toyota Wigo này thì chốt sàn thì nó giá niêm yết là 352 triệu, thì hoàn thiện lăn bánh chi phí ở tỉnh thì nó rơi khoảng tầm 373 triệu là hoàn tất, còn ở dưới thành phố thì nó rơi khoảng tầm 390 triệu. Thì xe này thì anh chị đưa trước cho bên em khoảng tầm 139 triệu là mình nhận được xe rồi. Đó. Rồi tiếp theo là chiếc Innova E. Đó. Ở đây là tất cả những cái xe mà hiện tại bây giờ em đang quay ở những cái kho một, chương trình khuyến mãi cũng như là các chính sách. Anh chị lưu ý giúp em là tất cả các chính sách và khuyến mãi nó sẽ áp dụng theo từng thời điểm mà công ty với lại nhà máy họ áp dụng nhé. Anh chị đang quan tâm tại thời điểm nào thì hãy liên hệ trực tiếp với em để em có thể báo giá cũng như hỗ trợ anh chị tại thời điểm đó. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo nhé.